chợ Tân Định. Biết bao nhiêu là kỷ niệm ở cái khu vực chợ Tân Định này. Sáng nay chợ chưa có mở cửa luôn, chợ này không ai thuê hết, đóng cửa này. Đó, con đường bên trái đây là con đường Yên Đỗ đó cô bác anh chị, tức là đường Lý Chính Thắng. Em chúc vào cái thời điểm này thì em thấy ở chính giữa Bùng Binh chưa có gì hết. Bùng Binh phía trước chợ là Bùng Binh Khu Niắc đó. Hay, cái tấm hình này rất là đẹp đó cô bác anh chị. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 5 giờ 15 phút sáng hôm nay ngày 13 tháng 4 năm 2024. Và em đang đứng trên một vùng đất rất là nhiều kỷ niệm quen thuộc, khu vực đường Trần Quang Khải, quận Nhất, thuộc phường Tân Định. Sau lưng của em sẽ là cái chỗ cầu bông, con đường Nguyễn Huy Tử đi về chợ Đa Cao đó. Hướng này chúng ta sẽ đi hết đường là đụng Hai Bà Trưng. Hôm nay về khu vực Gò Vấp xong thì em tranh thủ chạy một chút qua bên này. Em thấy là cái khu vực Tân Định này buổi sáng sớm nó có rất là nhiều điều thú vị đó, cho nên là muốn mời cô bác anh chị cùng với em chúng ta đi dạo một chút nha, tham quan dạo coi buổi sáng sớm 4-5 giờ này là cái khu vực Tân Định này nó như thế nào ha. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày tràn đầy niềm vui, thật là nhiều sức khỏe, bình an. Hôm nay thì cũng là dịp cuối tuần đó, nên là em cũng tranh thủ sáng sớm chạy về và mời cô bác anh chị đi dọc theo cái con đường Trần Quang Khải này xuống tới Hai Bà Trưng nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi Hai Bà Trưng đó. Sáng sớm giờ này thì nói chung là không phải là vắng vẻ lắm đâu, nhưng mà vẫn vắng hơn so với bình thường. Bên trái em ở đây là Quang Nam Phật Đường, vừa xuống cầu bông nhìn qua trái là thấy luôn. Rồi cái hàng cây trên đường Trần Quang Khải thì không lẫn vào đâu được ha, chúng ta cứ lang thang cùng với nó để nhìn lại một chút kỷ niệm xưa. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Bên tay trái của em ở đây sẽ là đình Nam Chơn. Này cô bác anh chị, trời bây giờ bắt đầu sáng rồi đó. Đình Nam Chơn à. Con đường này sáng nay có lá cây rụng cũng nhiều. Có quán cơm tấm bên trái của em trước đình Nam Chơn kìa. Ta đang nướng sườn thổi khói ra nghi ngút, và có một cái mùi thơm béo ngậy của cái miếng sườn nướng. Có cô Út Cần bán nhà, quảng cáo dùm cô Út coi. Đây, cô Út cần tiền. Cô Út cần tiền, cô Út bán nhà Bình Thạnh nha, 51 m². Đó, 2 tỷ 760 triệu. Đây, chúc cô Út bán được nhà nha. Nói tới chuyện bán nhà, trên đường này khu vực Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải cũng bán nhiều của bác anh chị. Có cái hàng cây vẫn như ngày xưa, vẫn như ngày nào. Và chính vì cái hàng cây này đôi khi nó lại là một cái hình ảnh mang rất là nhiều kỷ niệm, để cô bác anh chị có thể hình dung lại được cảnh vật xưa và nay. Ở đây là khu vực Rạp Văn Hoa. Rạp Văn Hoa đó. Bây giờ nó là một cái tòa nhà à. Trước khi xây lên tòa nhà này thì hình như nó là một cái quán cà phê. Và nổi tiếng khu vực Tân Định này chắc có lẽ là Rạp Văn Hoa nè, Rạp Cầu Bông, Rạp Casino Đa Cao đó. Rồi chắc có lẽ là Rạp Mô Đẹp ở trên đường Nguyễn Hữu Cầu, rất là Trần Văn Thạch. Có những cái rạp rất là nổi tiếng. Cái đèn này sáng lên rồi.
Ngay đây quẹo phải là chúng ta đi ra kênh Nhiêu Lộc, ngày xưa là con hẻm đó, xóm Vạn Chài, xóm Văn Hiến đó. Bây giờ thì đó là con đường có tên là Trần Nguyên Hãn của bác anh chị. Và bắt một cái cầu mới bắt qua kênh Nhiêu Lộc có tên là cầu Hoàng Hoa Thám đó. Đường thì đường Trần Nguyên Hãn mà cầu thì cầu Hoàng Hoa Thám nha. Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Đây là xe rác nha, tất cả nhà cửa đồng loạt đều đóng. Nói chung trên cái con đường Trần Quang Khải này thì không có quá nhiều quán ăn buổi sáng. Buổi tối em thấy có nha, buổi tối thì người ta lại bán nhiều quán ăn lắm, buổi sáng thì ít hơn. Đây là cái khu vực bán hủ tiếu. Trên trên con khu vực con đường Trần Quang Khải này thì có quá nhiều cái địa điểm, rất là nhiều kỷ niệm thân quen ngày xưa với cô bác anh chị đó. Ví dụ như chúng ta mới đi qua cái Bảo Sanh Viện Tân Định đó, ngay chỗ bán hủ tiếu đó, sau này nó là chi cục thuế, bây giờ thì dời đi rồi đó. Cô Út bán nhà, còn ở đây người ta bán nhà lầu nha, cho thuê nhà lầu. Trời bắt đầu sáng lên rồi, có mặt trời, những cái tia nắng đầu tiên nó sẽ hé lộ sau những cái đám sương mù buổi sáng tinh sương. Nhà này có nhiều cây đi vào quá ha. Ngay trước nhà nè, ngay đây là khu vực đường Trần Quang Khải, đường Trần Khát Chân, đường Nguyễn Hữu Cầu, tức là Trần Văn Thạch, và đường Nguyễn Phi Khanh của bác anh chị. Quẹo phải thì chúng ta đi con đường Trần Khát Chân về cái vị trí xóm cầu mới ha. Còn quẹo trái chúng ta ra chợ Tân Định Hai Bà Trưng trên con đường Nguyễn Hữu Cầu, tức là Trần Văn Thạch. Ngay cái vị trí này cũng rất là nổi bật ở khu vực Tân Định, nó tính ra là nó là một cái ngã năm. Rồi mời cô bác anh chị đi. Cái ngã năm này là nhiều cái thương hiệu đắc địa, không Hoàng Ti nè, Highland Coffee nè, Catinat nè. Rồi em mời cô bác anh chị đi thẳng tiếp nha. Bên phải là đường Trần Khát Chân ra xóm cầu mới. Ui sao anh lại chạy xe ở bên này con Lương. Đây cô Út bán nhà, còn đây người ta bán nhà lầu, nha khoa Hàn Quốc. Nhà này cao quá cô bác anh chị, nha khoa đó, răng hả, bây giờ tiền nhiều khi không có ăn răng thì chờ đến mùa quýt năm sau. Đây nữa nè, trời, hai ba căn to to gần bên nhau ha. Ở đây là chắc là ủy ban nhân dân phường hay là khu quân sự gì đó, dân quân tự vệ, ban chỉ huy quân sự. Đông không, quá trời đông luôn, chuẩn bị tung ra tỏa ra khắp nơi ở Sài Gòn. Ở đây ngày hôm nay người ta làm cái nghề dán keo xe nhiều cũng có anh chị đó. Bây giờ có ánh sáng lên nè, cái clip nó rõ ràng hơn. Ở đây là chúng ta có một cái ngã tư, con đường bên phải là Trần Nhật Duật nè, bên trái là con đường Bà Lê Chân, và đây là cái đình Phú Hòa nha. Đây cô bác anh chị, đình Phú Hòa
Đó, bà Lê Chân này thì đi ra tới chợ Tân Định rồi ra tới Hai Bà Trưng, nó là đường một chiều. Còn Trần Nhật Duật này thì chạy về cái xóm nông cơ ở ngay chỗ cuối đường với kênh Nhiêu Lộc đó. Ngay cái góc này thì có ngôi trường của bà, hình như là bà Huỳnh Thị Ngà gì đó, ngôi trường ngay cái góc này. Khu vực Tân Định thì rất là nhiều trường ha, trường Việt Nam Học Đường, trường Văn Lang. Dán keo xe, sửa xe ở đây rất là nhiều. Còn đây thì triền miên khói lửa rồi, không có nào thấy có ai thuê cái căn này hết trơn. Bên trái một căn, bên phải một căn. Đây, bên trái đây. Tính ra là khu vực Tân Định giờ này cảnh vật nó cũng rất là khác so với ngày, so với những cái giờ bình thường ha cô bác anh chị. Tiện thể để cô bác anh chị ôn lại một chút cái hình ảnh kỷ niệm ở đây. Rồi em đi ra tới con đường Hai Bà Trưng, và tất nhiên ngay vị trí này có con đường Nguyễn Hữu Cảnh năm xưa bên phải của em đó, bây giờ nó là đường Nguyễn Văn Nguyễn nha. Đi về khu vực xóm chùa có trường Văn Lang, rồi đi về khu Đặng Dung, Đặng Tất rồi đó cô bác anh chị. Đây bên tay phải của em này, trường đường Nguyễn Hữu Cảnh năm xưa này. Đó, bây giờ nó là đường Nguyễn Văn Nguyễn đó. Kính Hưng dời về đây, ngay cái góc này có cái vị trí của cái thương hiệu cà phê Trung Nguyên ngày xưa này, bây giờ thì đóng cửa rồi. Nhà ở đây cho thuê sơ sát lắm của các anh chị. Đây là hướng lên cầu Kiệu nha, qua vùng đất Phú Nhuận. À, nhà ở đây nó te tua tơi tả hết, hai cái góc này nó bị sao á, không ai thuê mướn gì hết. Đó, căn nhà ngay góc này là căn nhà của lúc trước là thương hiệu của Trung Nguyên này, nằm ở đó nè. Bây giờ là không ai thuê hết, đóng cửa rồi. Đó, con đường bên trái đây là con đường Yên Đỗ đó cô bác anh chị, tức là đường Lý Chính Thắng. Em zoom lên một chút để chúng ta dễ nhìn. Rồi từ vị trí này thì em mời cô bác anh chị đi hướng ngược lại của con đường Hai Bà Trưng này ha, về công trường Mê Linh. Bây giờ bắt đầu xe cộ cũng nhộn nhịp trên đường Hai Bà Trưng rồi đó. Sài Gòn mình thì cứ tầm khoảng 5 giờ trở đi là xe bắt đầu đông rồi. Rồi em đi xuống hướng công trường Mê Linh. Cháo sườn, cô bán cháo sườn sớm không? Đây ngó vô đường Trần Quang Khải nè, cũng có cái nhà cho thuê nè. Đó. Sáng nay thấy có mây. Em đi ngược ánh sáng một chút. Rồi bắt đầu mời cô bác anh chị đi về công trường Mê Linh nha. Trên con đường Hai Bà Trưng khu này là bán sỉ thuốc luôn á, chợ sỉ thuốc. Ôi người ta tắt đèn rồi. Cũng may là có mặt trời lên rồi. Hồi nãy nhắc tới mấy cái rạp ở đây thì em quên ở đây có cái rạp Kinh Thành. Đó. Đây là con đường Nguyễn Văn Mai này, cô bác anh chị. Văn Mai. Trời ơi, ở đây có chú nằm ngủ trên vỉa hè luôn, sáng sớm rồi. Hai ba chú luôn này. Đó. Sống ngày hôm nay nó vẫn là một cái gì đó rất là vất vả, khó khăn. Chính chủ cho thuê nhà.
góc phố của Hai Bà Trưng buổi sáng bây giờ là ồ đây nữa này, quá trời luôn ha. Đường Hai Bà Trưng tính ra bây giờ cũng đang rất là bi đát luôn, và nó là bán nhà luôn chứ không phải là cho thuê nữa. Giờ chán nè, cho thuê không được nữa. Sáng sớm trên đường Hai Bà Trưng có rất là nhiều cái hình ảnh kỷ niệm ha. Đây cái rạp ngày hôm nay là nhà sách Pha Sa. Ui, quăng nước ra ngoài đường sáng nay không. Sáng sớm tinh sương. Bên tay trái của em là khu vực bệnh viện quận nhất ngày hôm nay đó. Đây là bánh mì Như Lan ha. Cái bệnh viện quận nhất là cái y viện Tân Định năm xưa. Rồi xe này vượt đỏ luôn, vượt luôn đó, chơi luôn đó. Có camera phạt nguội không? Gửi giấy về. Ở đây là chợ Tân Định và bên phải em là con đường Trần Quốc Toản nữa các bác anh chị. Con đường đoạn này là Nguyễn Đình Chiểu năm xưa đó. Đó, bên tay phải của đường Trần Quốc Toản này có cái trường Trần Lục đó. Cô bán bông. Thôi cô bác anh chị nhìn chợ Tân Định một chút xíu nha. Bên tay trái của em nè. Chợ Tân Định biết bao nhiêu là kỷ niệm ở cái khu vực chợ Tân Định này. Sáng nay chợ chưa có mở cửa luôn. Chợ này tính ra là cũng mở cửa muộn thiệt đấy chứ. Chắc là chợ nhà giàu. Cô này cô bán gì đây? Sáng ngày ở khu vực Tân Định này có nhiều món ngon lắm nha. Bánh ít tròn, bánh bèo, bánh đồ có anh chị. Đây bì cuốn chay đó. Còn đường bên trái em là đường Nguyễn Hữu Cầu, Trần Văn Thạch đó. Trời ơi, ở đây bán cái gì đây? Bán rau hả? Tân Định nè, mấy cô bán rau vỉa hè. Lâu lâu có mấy cái khung cảnh này ở Tân Định, sát bên nhà thờ Tân Định này có mấy anh chị. Đó, nhà thờ Tân Định nhá, cái tháp chuông đó. Đây có bán rau, bán cam, bán củ rồi đó. Cũng hay ha. Chợ Tân Định tính ra là khu bán rau, bán trái cây phía sau thôi chứ trong chợ người ta mở trễ quá trời. Giờ chưa thấy ai mở hết, khách khứa giờ này ế quá, chả thèm mở. Xôi gà Tân Định. Xa rồi. Đây xa rồi ơi, Tân Định có bán xôi gà. Đây có mấy cái món ăn của Tân Định, em thấy nhiều người mua quá trời luôn. Nhà cho thuê kia, chính chủ kia. Đây là trường Thiên Phước cô bác anh chị, sát bên nhà thờ Tân Định đó. Trường Thiên Phước đó, và chúng ta đi qua nhà thờ Tân Định nha. Bên tay trái của em ở đây là có cái con đường Đinh Công Tráng vào khu vực trường Lê Laurier đó, bây giờ là trường Đuốc Sống. Cô chú cứ bày rau phía dưới vỉa hè đó bán ha, rồi phân phối sỉ lẻ các kiểu. Mời cô bác anh chị nhìn lại một chút nhà thờ Tân Định đó, 6:15 đó cô bác anh chị thấy không? Đây có chú bán xôi khúc nếp bắc. Đó, xôi khúc nếp bắc. Rồi, mời cô bác anh chị đi lang thang hướng về công trường Mê Linh. Sáng ngày người ta bán đồ ăn sáng nhiều. Bánh canh chả cá Phú Yên. Đó.
Rồi, ở đây thì em sẽ đi tới ngã tư con đường Võ Thị Sáu, tức là con đường Hiền Vương với con đường Hai Bà Trưng này. Và bên phải nếu mà chúng ta quẹo thì chúng ta sẽ đi về công trường Dân Chủ nha. Còn bên tay trái của em ở đây là con đường là khu vực công viên Lê Văn Tám ngày hôm nay, năm xưa là cái nghĩa trang Mạc Đình Chi, hay người ta còn gọi là đất Thánh Tây. À, công viên đó con bác anh chị. Ồ, em đi ngược ngược như thế này thì cái clip nó hơi tối màu nha, tại vì mặt trời chuẩn bị lên đó. Ui, lại thêm nhiều cái nhà dán bảng như thế này, trời, khổ ghê. Làm ăn bây giờ bết bát quá ha. Làm ăn bây giờ rất là bết bát này, thấy không? Ở dưới này có anh bán đồ ăn sáng. Rồi, mời cô bác anh chị đi tiếp nha. Lò cái chân ra ngoài. Bên tay trái của em là cái cổng công viên Lê Văn Tám ngày hôm nay nè. Ở phía trước là ngã tư con đường Điện Biên Phủ, Phan Thanh Giản đó. Đó, nhà cửa này quá trời luôn, các bạn rất là to đó, cho thuê nhà nguyên căn. Mấy căn ở khu vực Tân Định này nó cũng đắt tiền đó cô bác anh chị, mặt tiền cũng nhất mà. Mấy chú uống cà phê cốc đây. Xe mình 100.000 thôi. Đó, nhà cho thuê gớm. Ở đây quẹo trái chúng ta ra Hàng Xanh, còn trên con đường Phan Thanh Giản này, tức là Điện Biên Phủ ngày hôm nay. Phố xá đang cửa đóng then cài, có mấy cô bán đồ ăn sáng sớm thôi, bún bò Huế, o che. Em đọc có lộn cái chữ o che nè, đó o che, chắc là o tên che thiệt nha, Lê Thị Che hay là Nguyễn Thị Che gì đó, che là che che nắng đó cô bác anh chị. Nhà cửa ế ẩm. Đây là cái quán Chill House, một cái quán nướng chắc đó. Chill House gì đó, quán ăn nha, Sài Gòn Beach Club. Ồ, giống như cái bãi biển đó cô bác anh chị, người ta làm cái này giống như cái bãi biển á nha. Ồ, không biết ở đây trong là quán ăn, quán nướng. Và ngay chỗ này người ta có cát và có nước luôn. Đó, ngay chỗ chính giữa có cái chữ Sài Gòn Big Club đó. Đó là cái khu đó có nước, có cát giống như biển á. Đó, khu này mới. Nhưng mà chắc cũng mắc tiền. Bên trái em là con đường Nguyễn Văn Thủ nè, tức là con đường Tự Đức năm xưa đó cô bác anh chị. Đây là của Trung Quốc nha, giống như cái tổng lãnh sự quán á.
bên trái em là nhà khách cho người có công. Rồi ở đây rác lớn người ta đổ tùm lum ha, ngay cái vị trí con đường Nguyễn Đình Chiểu ấy các bác anh chị, tức là Phan Đình Phùng năm xưa đó. Góc này cũng nhà cho thuê. Nhà cho thuê rất là lâu rồi. Bên phải là con đường Phan Đình Phùng này là chạy về hướng của Lý Thái Tổ nha. Đó, cái góc này nè, cái nhà cái góc này nè. Này cho thuê cũng lâu đời lắm rồi đó. Cả năm trời, hơn cả năm trời rồi, chưa thấy ai thuê. Bên hông của đường Nguyễn Đình Chiểu đó của bác anh chị Phan Đình Phùng, nó là đường một chiều ha. Tiếp tục mời cô bác anh chị đi về hướng công trường Mê Linh. Sáng sớm mà xe đậu quá trời à. VF8 VinFast không ạ. Ngã tư phía trước này đây thì bên trái là đường Trần Cao Vân, ngã tư đường Trần Cao Vân. Bên tay phải thì về hướng Hồ Con Rùa, rồi nối với lại con đường Võ Văn Tần ngày hôm nay, tức là đường Trần Quý Cáp. Hy vọng giờ này cũng là cái dịp để cô bác anh chị nhìn lại một chút cái kỷ niệm thân quen ở đây trong với một cái nhìn nó lạ lùng hơn, nó lạ lẫm hơn một chút, tại vì mình đi sớm đó. Ôi cái nhà ở đây có bác anh chị có nhớ không, cái nhà ở đây là cái nhà mà phải nói là nó bền vững luôn á, cái nhà cho thuê không được á, cho thuê nguyên tòa nhà mà bền vững theo thời gian luôn, chắc cũng phải vài năm rồi đó. Trời ơi, mặt tiền rất là rộng, đến rồi đi, đến rồi lại đi. Đây là con đường Nguyễn Thị Minh Khai, tức là Hồng Thập Tự này cô bác anh chị. Đó, đang đèn đỏ mà mấy anh chạy dữ quá không biết né làm sao luôn á. Ở đây là tổng lãnh sự quán của Pháp nha, bên tay trái của em á. Con đường Nguyễn Văn Chiêm đi qua hướng của đường Duy Tân Phạm Ngọc Thạch bên mái tay phải của em. Ở đây thì người ta cũng có bán đồ ăn sáng đó, đồ ăn sáng nó đồng bộ theo cái vị trí này. Đây thì nói chung là người công nhân viên đổ đây người ta hay ăn, chạy xe đi làm ghé ngang đây mua là cũng đủ thứ thôi, bánh canh cua rồi bún bò Huế, nó có khoảng chừng một chục cái xe bán hàng rong ở đây, và nó được quy hoạch đó chứ không phải là bán kiểu giống như mình tự phát đâu. Ở mình ngày hôm nay á, mấy cái nhà rồi mấy cái này ai người ta hay vẽ lắm nha, người đó là ta vẽ tùm lum hết các anh chị. Đây là cái giống như cái nhà vệ sinh, cái toilet đó, toilet mà hình như là giá cũng cao lắm, làm cái toilet này cũng cả tỷ bạc hay gì đó. Có mấy cái ở trung tâm Sài Gòn mình đó mà giờ người ta em thấy ít dùng, đâu có ai xài đâu, người ta vẽ tùm lum hết dơ. Đây là hình ảnh của chợ Bến Thành,
Đây hai tấm hình một xưa và một nay. Đó, còn mấy anh chị thấy không? Tấm hình này cũ quá trời luôn nè. Kỷ niệm 110 năm thành lập chợ Bến Thành. Ồ, 110 năm rồi đó ha. Một cái công trình trăm năm của Sài Gòn. Đây là năm 1920, 1930. Chủ tịch Liên đoàn Di sản Quốc gia của Pháp. Có xe bò đó cô bác anh chị, xe bò bánh cây phía trước chợ Bến Thành đó, rồi quăng gánh. Wow, một cái hình ảnh rất là giá trị. Còn đây nữa nè, kỷ niệm 110 năm người ta có mấy cái tấm hình cũ. Đây là khoảng năm 1920, 1930 luôn, cái bùng binh phía trước chợ Bến Thành. Bên phía trước chợ. Vào cái thời điểm này thì em thấy ở chính giữa bùng binh chưa có gì hết. Bùng binh phía trước chợ là bùng binh Kuniak. Đó. Đây, cái tấm hình này rất là đẹp đó cô bác anh chị. Đó, cái bùng binh phía trước chợ Bến Thành nè. Bây giờ không có bùng binh nữa. Mấy cái dãy nhà kia nó vẫn còn. Hình như là cũng còn ít lắm, hình như là cũng mất hết rồi. Mấy nhà xung quanh chợ có cái nhà, có cái dãy nhà giống nhau đó. Mấy cái dãy nhà đó ngày hôm nay người ta gọi là nhà phố liền kề. Nhà phố liền kề. Rồi mời cô bác anh chị băng qua ngã tư con đường. Đây là con đường Thống Nhất Lê Duẩn đó con bác anh chị. Bên trái về Thảo Cầm Viên, bên phải là về hướng của Dinh Độc Lập nha. Thống Nhất năm xưa đây, Lê Duẩn ngày hôm nay. Sáng sớm đi dạo ở trung tâm Sài Gòn nó cũng có một cái gì đó rất là thú vị ha. Đây là đường sách Nguyễn Văn Bình bên tay phải của em đây. Bắt đầu mấy cô đẩy đồ đi bán ha. Cuộc sống mưu sinh ở Sài Gòn đó cô bác anh chị. Bưu điện thành phố bên mé tay phải của em nha. Con đường này thì bắt đầu ở đây nó có một cái độ dốc nhất định, nó đi lại lại xuống dưới bến Bạch Đằng hay lắm. Giống như là con nước mà nó chạy theo con dốc. Đây là con đường Nguyễn Du đó cô bác anh chị, bên phải là về trường La Santa Be đó. Hoặc là chúng ta đi bên phải luôn về đường Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8 cuối đường ha. Đèn đỏ mà không ai dừng hết trơn á. Ta chạy quá trời luôn, xe hơi cũng chạy luôn. Ngộ ha. Đây ngôi trường La Santa Be đây. Cổng phía sau Hai Bà Trưng thì bây giờ đóng rồi. Đó. Ngôi trường nữa các bác anh chị. Kiến trúc trường đẹp quá ha. Có điều ở đây nó hơi bị khó thấy, không giống như là trường Gia Long, nó nhìn bên ngoài là đã thấy rồi. Ở đây thì nó hơi khuất chút xíu. Rồi xuống tới dưới này là con đường Lý Tự Trọng Gia Long đây. Đường Gia Long bên trái là về Cường Để cô bác anh chị, là con đường Tôn Đức Thắng ngày hôm nay.
Có cái nhà này cũ quá trời. Các anh chị biết cái góc này là cái nhà gì không? Thả dốc xuống, viện nghiên cứu giáo dục. À, cái nhà mà cụ cụ lúc này mà em nói đó là viện nghiên cứu giáo dục. Rồi ở mình thì nói chung bây giờ nhiều viện lắm, cái viện nghiên cứu giáo dục này mà nói chung là họ vẫn nghiên cứu cho tới bây giờ và tới sau này. Đây, nhà cửa này, cái khu nhà bị cháy, cái xưởng tranh bị cháy năm ngoái hay sao đó. Khu này cũng bây giờ cũng bỏ hoang này, không ai xây dựng gì nữa hết. Làm dang dở. Cuộc tình dang dở. Ngay vị trí ngon lành luôn ha. Đây là đường Lê Thánh Tôn đó cô bác anh chị. Đó, Lê Thánh Tôn này. Ở đây về công trường Mê Linh chỉ còn có một đoạn nữa thôi. Giờ cũng chỉ mới có 6 giờ. Gần 6 giờ, chưa được 6 giờ nữa. Người ta ăn sáng sớm quá vậy hả? Hay là ăn cả đêm rồi? Cái bia còn quá trời trên bàn luôn. Ở đây là cả đêm rồi đó. Như là mình nhậu xong rồi cái tới khuya mà đi về á, thì sợ công an bắt. Thôi ở ngồi ở đó nhậu tới sáng luôn. Rồi, ở đây thì em chạy chút xíu nữa là tới công trường Mê Linh rồi. Em cũng xin tạm dừng các clip. Khúc này bên phải là nhà hát lớn ha. Chúng ta có thể đi để ra đường Đồng Khởi, tức là đường Tự Do. Sao tự nhiên xe đứng ở đây vậy? Nhìn về hướng nhà hát lớn. Cô bác anh chị, chỗ này nó view nó hơi xấu chút xíu. À, Hạ Viện năm xưa. Ui, cô Út ơi, cô Út bán nhà. Ui, cô Út ra tới quận nhất rồi. À, hồi nãy cũng quận nhất, từ Tân Định mà cô Út về tới đây. Cô Út dạo này chơi lớn quá nha. Lại tờ rơi khắp Sài Gòn luôn. Nhất cô Út rồi. Dạo này ví dụ như đăng nhà Gò Vấp 1 tỷ, hẹn đi coi người ta dắt xuống Củ Chi. Đăng nhà quận 2 á, đó quận 2 cũ á cô bác anh chị, khoảng chừng 3 tỷ. Gọi điện đi coi dắt xuống Long Thành. Nên cô Út hôm nay lại tờ rơi nhiều quá, cô Út không biết cô Út dắt đi đâu đây. Thiệt tình. Rồi em chạy một đoạn này nữa thôi. Ra tới công trường Mê Linh rồi. Kết thúc các clip. Hôm nay rất là vui. Mời cô bác anh chị đi chơi ở Sài Gòn sáng sớm. Đây là con đường Đông Du, tức là Thái Lập Thành đó cô bác anh chị. Đi thẳng đi là chúng ta ra tới công trường Mê Linh, bến Bạch Đằng. Ra tới đây tự nhiên thấy nó mát hẳn ha. Gió của sông Sài Gòn đó. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày tràn đầy niềm vui nha. Đây là đường Mạc Thị Bưởi này, Nguyễn Văn Thinh. Thật là nhiều sức khỏe và bình an. Em tạm dừng các clip ở đây và hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Wow, đó bến Bạch Đằng sáng sớm, công trường Mê Linh, rồi, tòa nhà Vietcom, tòa nhà Houston Sài Gòn, Vietcom đây có phải anh chị, Houston bên kia, khu này là khu đất vàng đó, đúng nghĩa là vàng luôn. Bây giờ đặt cái cây vàng xuống đo thước tính tiền, cây vàng bây giờ 80 triệu, đó, 1 mét thì mình lấy vàng mình đo ra cho nó ngang 1 mét rồi tính tiền thôi. Đất ở đây bây giờ ghê lắm.
Rồi bên phải em là có con đường Phan Văn Đạt nha. Con đường Phan Văn Đạt này thì xưa đến giờ nó vẫn là Phan Văn Đạt. Đó, một con đường rất là ngắn. Chắc có thể nó ngắn bằng con đường Nguyễn Thiệp ngay đường Tự Do á. Đó. Nó ngắn. Rồi, em xin tạm dừng các clip của mình. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau khách sạn Hilton Sài Gòn. Đó, trước khách sạn Hilton có một cô bán bún riêu hủ tiếu. Đó. Bánh canh. Đó, bán nước. À, Sài Gòn mình thì ở đâu cũng có những cái bán hàng rong này khắp phố luôn, nó dường như là một cái nét riêng của Việt Nam mình luôn đó. Rồi em xin tạm dừng các clip, hẹn gặp lại cô bác anh chị ở các clip sau. Bye bye, bye bye. Hướng này lên cầu Khánh Hội thưa cô bác anh chị.